Bất động sản đặc biệt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Bình Hòa B, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Kể đến chạy hai căn nhà liền kề và miếng đất anh chị ha. Với ngang mặt tiền xe ô tô, xe tải này anh chị là 48,6 m anh chị ha. Chiều sâu là 33 m nha. Lên tổng diện tích đó là 1.500 m² nha anh chị. Đặc biệt ở đây á, hai căn nhà của chủ là có thổ cư là 415 m² nha, là hai căn chia đôi thổ cư anh chị ha. Cái hướng căn nhà mình đây là hướng tây bắc nha anh chị. Nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chủ ha. Đây cái đường anh chị không, rất là rộng rãi anh chị. Nếu mà anh chị đi thẳng trước màn hình mình đó anh chị là khoảng là 120 m thôi là sẽ đụng tới đường nhựa nha. Cái đó anh chị bên trái đó về chợ Thuộc Nhiêu, còn gọi là chợ Vĩnh Điềm anh chị, khoảng là 1,5 cây. Ở đó thì có chợ, trường học, bệnh viện, quỹ ban đầy đủ hết anh chị ha. Đó anh chị về đây mình ở không cần tu bổ căn nhà chị, tại căn nhà là còn mới tinh luôn chị ha. Rất là đẹp, nội thất thì cao cấp. Một căn nhà thì được là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 không gian bếp và 1 phòng khách và 2 nhà vệ sinh chị ha. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ chỉ ranh giới hai căn nhà và đất cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Rồi trước tiên quay hàng xóm trước ha. Đây nhà cửa thấy không, đối diện hai căn nhà mình đây. Đó, hàng xóm rất là đông đúc anh chị ha. Ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị ha. Ở trước cái hai căn nhà của chủ đây á, thì có một cái view khá là đẹp. Đây là có một cái kinh. Cái kinh này cũng nhỏ thôi, có khoảng là 2,5 m anh chị ha. Đó. Cái ganh là từ bên tay phải nè anh chị. Đây, cho tam chỉ nè. Đó, xây bức tường lên là cao là 4 m anh chị ha. Đó, phía sau cái căn nhà mình cũng xây tường cao luôn. Đó. Qua bên tay trái mình là 48,6 m anh chị ha. Đây. Căn nhà rất là đẹp chị ha. Tại trong mùa này thì kinh tế gặp khó khăn quá chị, nên hai căn nhà tâm huyết của gia chủ phải đành bán anh chị ha. Đó, anh chị không, quay chậm chậm để cho anh chị em thấy rõ ha. Ở dưới kinh anh chị em thấy rất rõ ha, thì cũng có cái đường nước ra đây rồi. Đó mình lấy nước ra vô hay mình tưới về mình trồng cây trái mình tưới tới cây cũng rất tiện nè, mình thoát nước rất là dễ dàng anh chị ha. Đây hai căn nhà chị không, rất là đẹp. Đang quay không gian rộng cho anh chị thấy rõ ha. Chút xíu này em sẽ vô bên trong anh chị ha, để em quay chỉ cái ganh bên tay trái luôn, rồi em sẽ xong em dễ vô bên trong. Cái cổng thì gia chủ làm rất là chắc chắn, rất là đẹp anh chị ha. Cái cầu thì chủ đã bắt rồi, rất là rộng. Cầu này khoảng là 3 m anh chị ha, khá là rộng rãi anh chị ha. Anh chị có xe ô tô, xe tải gì đó, mình về tới hai căn nhà này luôn anh chị nha. Đây cái gành và tới đây là có hàng rào và ba đây là đất của mình luôn chị ha. Đó, miếng đất trống này anh chị có thể mình về mình để dành, sau này mình có kẹt tiền anh chị mình bán cũng được nè. Thứ hai nữa thì anh chị có cất nhà cho con cái á, thì mình cất khu vực này đó gần cha mẹ luôn, rất là tiện anh chị ha. Mặt tiền thấy rất là rộng anh chị ha. Cách đường nhựa chỉ có là 120 m anh chị nha, rất là gần. Đó, đi thẳng đường này là tới rồi. Còn nếu anh chị ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh đó chị, nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị ha, về tới hai căn nhà và đất của mình đó là 70 km là tới chị ha. Nếu chị đi đường cao tốc xe ô tô là 1 tiếng 22 phút, còn nếu đi xe máy còn 2,5 tiếng mới tới chị ha. Rồi qua tới bức tường cao khoảng 4 m đây anh chị ha. Đây để em chỉ rõ cho anh chị thấy rõ luôn. Đây nhà cửa giờ rất là đông. Ở bức tường bên trái màn hình anh chị. Đó. Đất đây thì chủ cũng làm hàng rào rất là chắc chắn chị không? Cũng làm cái cầu 3 m luôn. Đó. Anh chị có thể mình bán cũng rất là tiện ha. Về đây người ta cắt cái nhà thôi. Thì là cũng có cổng rồi nè, rồi có cái cầu sẵn hết rồi nè. Và có kinh thoát nước ở trước nữa, rất là tiện nha anh chị. Để em quay gần lại bên trong đất cho anh chị và cô chú mình tham quan nha. Đây, phía sau chị heo đất á, chủ cũng xây bức tường cao 4 mét luôn. Đất và căn nhà của mình đó chị thì không màu mã, không có dướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Đất chị không đã bơm cát rồi, bằng phẳng luôn anh chị ha, bằng cái đường đan phía ngoài luôn, rất là đẹp anh chị. Ở đây anh chị có thể mình lên thổ cư, ở khu vực này mình phân nền mình bán cũng được anh chị ha. Còn hai căn nhà mình có thổ cư sẵn rồi thì mình ở anh chị ha. Hai căn thì một bên thì ví dụ anh chị ở bên đó chị có thể bán cũng được nha, tại vì hai căn nhà đều có thổ cư hết. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ đi vô hai căn nhà để cho anh chị và cô chú mình tham quan ở bên trong ha. Giá chủ ký gửi giá bán anh chị, hai căn nhà và đất anh chị là 5 tỷ 450 triệu nha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn nha anh chị. Đây hàng xóm chị đối diện rất là đông ha. Cái đường đan trước nhà mình đây có thể là 3 mét đó chị, rất là rộng nha anh chị ha. Xung quanh cái hàng rào trước đó thì chủ cũng gắn đèn anh chị ha. Thì cổng cũng gắn đèn luôn. Rất là đẹp, buổi tối bắt đèn rất đẹp nha. Rồi mình đi vô trong, mình tham quan ở bên trong anh chị ha. Anh chị mua nhà mà có thổ cư sẵn và nhà đẹp á, mình không cần sửa chữa, rất là tuyệt vời ha. Giờ không cần lên thổ cư anh chị. Đây là căn nhà thứ nhất, còn kế bên đây là nhà thứ hai. Cái sân anh chị rất là rộng rãi, anh chị có thể mình đậu được vài chiếc xe ô tô ở đây luôn nha. Rồi ở đây thì em sẽ vô căn nhà thứ nhất trước ha, rồi em sẽ qua căn nhà thứ hai nha anh chị. Cái nền nhà thì chủ thiết kế rất là cao chứ không có thấp anh chị ha. Đây cửa phòng khách đó, và toàn bộ ở xung quanh cửa và cửa sổ luôn á là toàn bằng gỗ hết anh chị. Đây không gian phòng khách anh chị khá là rộng rãi chị ha, thiết kế rất là tỉ mỉ. Ở trên trần á, phòng khách á, thì thiết kế đèn bi đèn kiểu khá đẹp mắt nha, đóng thạch cao hết luôn chị nha. Rồi xin mời chị giờ vô cái phòng thờ trước nha anh chị. Phòng thờ đây á, thì có cửa sổ ở trước luôn, rất là rộng, em thấy thiết kế rất là phù hợp nha. Đây mở ra anh chị thấy không, rất là rộng rãi, rất là thoáng nha anh chị. Em thấy nhà này thì thích hợp cho vợ chồng trẻ hay là cô chú nào lớn tuổi á, muốn về để yên tĩnh á, thì em thấy vị trí rất là đẹp ha, không khí rất là trong lành. Có tiếc cái miếng đất của mình á, thì chưa có trồng cây trái gì hết nha anh chị. Mình về mình thiết kế trồng cây trái ha, như là sầu riêng, mít, bưởi và một số cây trái anh chị ưa thích mình đặt vô nha. Tại khu vực ở Bình Trưng đây thì đất rất là tốt. Đây bên tay phải mình đây cũng có cửa nè, bên hông nữa nè. Ở đây là cái khu vực bếp đồ ăn đây, rất là rộng rãi chị. Để em quay mấy phòng ngủ trước rồi em sẽ quay bếp nấu ăn nha chị ha. Đây là phòng thứ nhất, đây là phòng thờ rồi anh chị nha. Phòng này thì gia chủ có thiết kế nhà vệ sinh ở bên trong nha anh chị. Em thấy phòng này cũng khá là rộng rãi anh chị. Gia chủ ốp tường lên cao khoảng 1,6 m anh chị ha. Ở trên trần nè, đèn bi đèn kiểu rất là đẹp. Đó anh chị về gắn máy lạnh nữa anh chị ha. Còn đây là nhà tắm, nhà vệ sinh chung nằm ở trong phòng luôn. Không gian ở đây rất là rộng nhưng mà rất là đơn giản này ha. Còn kế bên đây có một nhà vệ sinh, nhà tắm nữa anh chị. Còn 3 phòng ngủ còn lại thì không có nhà vệ sinh ở bên trong nha anh chị ha. Đây là nhà vệ sinh, nhà tắm nằm ở ngoài, không có nằm trong phòng. Cũng có lavabo, đánh răng, rửa mặt ha. Ở đây đó, toàn bộ căn nhà của chủ ở đây đó, là thiết kế là điện đi âm tường hết nha anh chị. Hai căn nhà và đất này video hơi dài, anh chị và cô chú mình cũng gán theo dõi cho cuối cùng nha, để nắm được thông tin chính xác hai căn nhà của mình cần mua nha anh chị. Còn đây là phòng kế tiếp, là phòng thứ ba. Đó. Phòng này thì bị khóa là không vô trong được chị ha, tại vì mấy phòng ngủ thì giống nhau hết rồi chị ha. Tính phòng thờ nó là 5 phòng luôn á chị, rất là rộng chị ha. Nếu mà anh chị gia đình mà ở Đông Con á, thấy cũng rất là phù hợp ha. Đây, không gian bếp chị không, khá là rộng rãi. Ở khu vực này anh chị, bên tay phải chị thì anh chị có thể mình đổ để đồ trưng bày nè, hay là để ly bát đây cũng rất là đẹp anh chị ha. Còn ở dưới học á chị thấy không, chủ thiết kế mấy cái cửa kéo rồi đó, mình mở ra mình để mấy nồi ơ khu vực ở dưới để cho gọn gàng nha anh chị. Rồi đây là phòng kế tiếp. Để quay lên trần luôn cho anh chị xem nha. Phòng này thì gia chủ thiết kế đây có một tủ âm dạng đi để quần áo khu vực trong đây chị ha. Đó, xây gạch ra chị thấy không, mỗi phòng thì thiết kế khác nhau hết chị ha. Rồi mình đi tham quan tiếp anh chị ha. Hai căn nhà rất là rộng anh chị, rất là dài. Đây là phòng cuối cùng. Phòng này anh chị có thể làm cái cửa, làm được cái phòng nữa. Xong rồi để đồ khu vực này. Phần phía sau cuối cùng này rất là rộng anh chị ha. Hai căn nhà thì chủ xây dựng anh chị là hết diện tích đất luôn chị ha. Cái chiều sâu á, bên phải á, là chiều sâu đó là 30, còn bên tay trái á, chiều sâu á, hai căn nhà mình là 33 anh chị ha. Nó rất là cụ thể cho anh chị nắm rõ hai cái vị trí chiều sâu nha. Rồi em xin mời anh chị, giờ mình đi ra cái căn nhà thứ hai nha anh chị. Cái sân thì gia chủ đã đổ bê tông rồi, rất là cao nha. Còn khu vực ở trước đây là bằng thiên nè, rồi có để chỗ đất trống đây để mình trồng kiển đó, bông ở khu vực này cho đẹp anh chị nha. Rồi để quay không gian rộng cho căn nhà thứ hai cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây, cũng giống như nhà thứ nhất thôi nhưng mà thiết kế thì khác xíu anh chị ha. Rồi để em chỉ ranh bên tay phải luôn, rồi em sẽ vô bên trong nha anh chị. Đây rất là đẹp chị ha. Để em quay không gian rộng rộng cho anh chị thấy rõ toàn diện căn nhà luôn nha. Đây, căn nhà này mình về mua mình ở không cần tu bổ hay sửa chữa gì hết nha anh chị. Rồi để em quay lại hai căn nhà luôn. Cái sân nè anh chị không, khá là rộng rãi, nhà xây dựng rất là chắc chắn anh chị ha. Ở đây thì gia chủ thiết kế đây là cửa nhà thứ hai, đây là cửa bằng sắt lồng kiến cường lực nha chị. Ở trên thì cũng có đống thạch cao, đèn kiểu rất là đẹp nha. Rồi đây là phòng khách. Phòng thứ hai thì cái khác biệt cái là cửa cổng hay là cửa phòng khách, cửa sổ đều là bằng sắt lồng kiến cường lực hết chị. Trên trần thì cũng giống như căn nhà thứ nhất thôi, cũng gắn đèn bi, đèn kiểu rất là đẹp nha. Còn đây là không gian phòng thờ nè anh chị. Đó, phòng thờ thì thấy cũng rất là rộng nha, cũng có cửa sổ bằng kính cường lực và sắt anh chị ha. Không gian thì em vô thấy rất là mát, rất là thoáng anh chị. Thì em thấy nhất là cửa rất là nhiều, hai nữa là cửa sổ cũng rất là thoáng nữa chị ha. Đây bên hông cũng có một lớp cửa nè. Đó, ban ngày mình không cần bắt đèn luôn anh chị, rất là sáng chị ha. Rồi giờ mình vô tham quan cái căn phòng. Phòng này thì nay mở rồi, bị phá rồi, không có vô bên trong được chị ha. Thì cũng giống như phòng thứ nhất vậy thôi. Rồi kế bên đây cũng có nhà vệ sinh, nhà tắm. Đó, phía ngoài đây, đây cũng có lavabo, đánh răng, rửa mặt anh chị ha. Còn kế đây là phòng ngủ kế tiếp. Cái phòng này thì chủ cũng phá rồi, không có lấy chìa khóa mở cửa bên trong được anh chị ha. Còn kế đây là không gian bếp nấu ăn của chị nội trợ nè anh chị. Rất là rộng rãi, rất là thông thoáng anh chị ha. Bếp nấu ăn thì ở đây chủ thiết kế cũng có cửa sổ rất là rộng nha anh chị. Ở dưới thì cũng có mấy cái hộp tủ kéo ra nó vô có chỗ trưng bày rượu tây, ly đồ đây chị ha. Rồi đây là trên trần nè, gắn đèn bi đèn kiểu khá là đẹp anh chị. Rồi để mở cái cửa này có được không nha. Rồi cửa này cũng khóa luôn anh chị. Thì mỗi phòng ngủ mình thấy thiết kế thì cũng giống nhau anh chị, không có gì đặc biệt đó chị ha. Đây là phòng cuối cùng. Phòng cuối cùng đây thì không có cửa chị ha. Mình về thiết kế cái cửa đây. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm hai căn nhà và đất nằm ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để em mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 5 tỷ 450 triệu nha, với hai căn nhà và đất và có thổ cư sẵn rồi anh chị ha, là 415 m2 là hai căn nhà đó anh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký với màn hình để tương tác với em, để bên em có động lực quay những video mới tìm đất, tòa nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều. Em cũng xin chúc anh chị và cô chú được dồi dào sức khỏe, bình an, công việc làm ăn, phát tài, phát đạt nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.